Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Cá trạch, trạch bùn, là loại cá giàu chất dinh dưỡng. Theo y học cổ truyền, trạch bùn tính bình, vị cam, có tác dụng ôn trung, trừ tà thấp, ích khí. Trạch bùn bổ mà không tanh, đặc biệt là không kiêng kỵ với bất cứ bệnh gì. Là thực phẩm tốt với người bị bệnh gan, liệt dương, tiểu đường và các chứng bệnh đường tiết niệu. Cá trạch đều có các tác dụng trị liệu nhất định. Các nhà y học Trung Quốc cho rằng, cá trạch có tác dụng làm hết vàng da, lợi mật và có khả năng bảo vệ tế bào gan, cải thiện chức năng gan với trường. Hợp viêm gan mạn tính, làm hạ men gan. Sau đây là một số món ăn bài thuốc được làm từ cá trạch. Bài 1. Cá trạch rán vàng 120g, đẳng sâm 15g, hoàng kỳ 15g, đại táo 15g, hoài sơn 30g, gừng tươi 5g, nước 250ml. Đem hầm kỹ tất cả, đến khi còn lại 100ml nước. Chia ra ăn trong ngày. Công dụng, bồi bổ tỳ vị, dưỡng huyết, dùng thích hợp cho người suy nhược cơ thể, trẻ em suy dinh dưỡng, gầy yếu, thiếu máu. Bài 2, cá trạch 250g, đậu phụ 500g. Cá trạch rán qua thêm gừng tươi, hạt tiêu, hành khô, gia vị tẩm ướp cá cho thơm, nấu canh, canh sôi cho đậu phụ cắt miếng vào. Công dụng, bổ tỳ vị, trừ thấp, dùng thích hợp đối với người bị viêm gan vàng da. Bài 3, cá trạch 250g, mỡ lợn, hạt tiêu, gia vị vừa đủ, thêm chút rượu vang, hầm nhừ. Công dụng, trợ dương, bổ thận, dùng thích hợp cho người bị suy giảm khả năng tình dục, liệt dương. Bài 4, cá trạch 250g, địa du 18g, cắt cánh 6g, kha tử 9g, hoa hòe 9g. Đem hầm kỹ tất cả, lấy nước uống. Công dụng của bài thuốc là chữa bệnh trị xuất huyết. Bài 5, cá trạch 10 con bỏ đầu đuôi sau đó làm sạch, rồi sấy hoặc phơi khô, đốt thành than rồi đem đi tán bột, lá sen tươi phơi khô tán bột, hai thứ có lượng bằng nhau, trộn đều, cho uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê, công dụng là trị bệnh tiểu đường. Bài 6, đại táo 15g, cá trạch 30g, gia vị vừa đủ, nấu canh ăn mỗi ngày 1 lần. Ăn từ 7 tháng 10 ngày. Công dụng mát gan, chữa mẩn ngứa, giải độc. Bài 7, cá trạch 250g, lạc nhân 100g, thịt lợn nạc 50g, gừng, hạt tiêu. Cá trạch đem đi rán qua, thịt, gừng, gia vị, nước 250ml, hầm nhừ còn lại 100ml nước. Ăn trong vòng 1 tuần, mỗi ngày 1 lần. Nghỉ 1 tuần sau đó lại tiếp tục. Dùng trong vòng 3 tháng. Công dụng bổ tỳ vị, chữa suy nhược cơ thể, ích huyết. Bài 8, cá trạch 150g, nấm kim châm 15g, mộc nhĩ đen 2,5g. Nấu chín tất cả, ăn nóng, chia ra ăn 2 lần trong ngày. Công dụng là hỗ trợ điều trị viêm gan mạn tính. Bài 9, cá trạch bỏ đầu đuôi, làm sạch sau đó đem đi sấy khô rồi tán nhỏ thành bột, cất trong lọ kín để dùng dần. Uống 3 lần mỗi ngày, mỗi lần uống 10g. Công dụng, dùng cho người viêm gan mạn tính và viêm gan cấp tính. Chào các bạn.